Welcome to radio, được phát sóng online và được chia sẻ vui vẻ cho đón nghe, yeah. Những thông tin bổ ích, những hoạt động văn hóa xã hội được cập nhật thường xuyên và chúng tôi We Are Radio xin chào mừng các bạn hãy tham gia đi nào, hãy vào trang web tuổitrẻquảngnam.com.vn cùng nhau ta cùng vui đón chào một ngày mới, một tương lai sáng ngời. Radio, 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 radio online. Các bạn đang nghe chương trình We Are Radio kỳ đặc biệt mừng tuổi trẻ Quảng Nam tròn 5 tuổi. Chương trình với chủ đề Tuổi trẻ Quảng Nam 5 năm kết nối yêu thương. Những người anh em xứ Quảng thân mến, quê hương Quảng Nam có lẽ là tình yêu chung của tất cả chúng ta. Hãy dành một phút để lắng lòng mình với những năm tháng đã qua và nhắm mắt lại để phiêu du cùng ký ức. Bạn đang thấy gì? Tôi thì đang thấy cả một vùng trời tuổi thơ tràn ngập nắng cháy da và gió biển mát rượi. Thấy tôi tuổi 17 vừa biết yêu đạp xe cho con đường thơm nồng hoa sữa, thấy cả những bà con láng giềng ăn cục nói hòn nhưng sống với nhau rất tình nghĩa và chân chất. Tất cả những điều ấy tôi gọi thân thương bằng hai tiếng quê hương. Bạn còn thấy quê hương ở đâu nữa? Có khi nào bon chen giữa phố xá đông đúc ở Sài Gòn hay Hà Nội, bạn bỗng nghe đâu đó cái giọng Quảng Nam không? Đó cũng chính là quê hương đấy. Mỗi con người tha hương mang trong mình dấu ấn của quê hương đi khắp nơi, để rồi gặp nhau, nhận ra nhau, tay bắt mặt mừng và gọi nhau là đồng hương. Từ đó sẽ có một quê hương Quảng Nam nhỏ bé nơi đất khách, luôn hướng về một tình yêu lớn, quê hương Quảng Nam nơi quê nhà. Có thể nói, tuổi trẻ Quảng Nam hay TTVN đã tạo được một Quảng Nam nhỏ bé cho những người con tha hương. Tại nơi đây, biết bao nhiêu người con xứ Quảng trên khắp đất nước và cả thế giới đã gặp được nhau, chia sẻ những buồn vui và tạo dựng những chương trình cộng đồng hướng về quê hương. 5 năm qua, TTVN đã thể hiện được sức trẻ của mình, khơi gợi tình người đang lãng khuất để nhiều tâm hồn có thể cùng nhau chia sẻ, đồng cảm với nhau để vun đắp tình người. Có rất nhiều anh em đã cùng đồng hành từ lúc blog Tam Kỳ.city là tiền thân của TTVN cho đến ngày hôm nay. Có thể bạn biết đến họ, nhưng cũng có nhiều anh em đóng góp rất lặng lẽ. Nhưng dù cho có thế nào, thì họ vẫn luôn theo dõi đứa con tinh thần của mình trong suốt 5 năm qua. Về đây thăm Quảng Nam, trong lòng tôi nghe xôn xao. Núi cao như tình mẹ, sông dài dài tình em chiều. Nhìn nơi nào cũng thương, đất quê đẹp tuyệt vời, tình yêu tôi trải rộng muôn nơi. Quảng Nam ơi, Quảng Nam ơi, tôi chắc tình tôi khắp trên triền núi, xanh ngát vòng khoai trên cành bưởi, thơm tóc mẹ tôi, xanh tóc chị tôi. Quảng Nam ơi, Quảng Nam ơi, thương quá làng quê bão sông chìm nỗi, thương sông làng thưa cánh đồng chèn núi, thương mía đường thơm tô mì gạo mới, thương quá Hội An phố cổ đẹp ngàn đời.
tôi xanh tóc chị tôi. Quảng Nam ơi, Quảng Nam ơi, thương quá làng quê bão sông chìm nổi, thương sông làng thưa cánh đồng chèn núi, thương mía đường thơm tô mì gạo mới, thương quá Hội An phố cổ đẹp ngàn đời. Về đây thăm Quảng Nam, thương dòng sông Thu vẫn xanh, lúa xanh tươi ruộng đồng như tình người tình quê đắm thắm. Về đây thăm cố hương, ôi từng vòng tay mến thương, giữa gian nan cuộc đời tình quê hương ấm lại lòng tôi. Tình quê hương thắm một đời. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tâm sự của một số anh em tâm huyết với TTVN nhé. Anh Gia Trực, công tác tại Điện lực Quảng Nam, có chia sẻ: thật bất ngờ, trang web TTVN xuất hiện một cách bình dị giữa muôn ngàn web của thời đại công nghệ số. Bạn hãy thử một lần ghé thăm trang web. Tuy đơn sơ thôi, tuy mộc mạc thôi, nhưng chứa đựng tất cả cái tâm tình của người dân xứ Quảng. Ở đó, bạn sẽ bắt gặp hương vị của những tô mì Quảng, sẽ hít hà với chút hơi ớt cay cay của những chiếc bánh đập, để rồi không thể quên nhấm nháp một chút rượu hồng đào chưa nhấm đã say, từng được gửi gắm vào ca khúc và trở thành niềm tự hào của người dân Quảng Nam. Thật vui mừng thay, các bạn quản trị viên đã góp phần làm cho những món ăn dân dã ấy thấm sâu vào trong tâm khảm của biết bao nhiêu người, trở thành giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc Việt Nam. Đọc Tuổi Trẻ Quảng Nam, người đọc dễ dàng xúc cảm khi bắt gặp những cánh diều tuổi thơ tung bay trên bầu trời Hội An lộng gió. Bạn có thể nghe được giọng nói mộc mạc, gần gũi, chân chất, mô chi răng rứa, hay được tắm mình trong những trang thơ dịu dàng, ấm nóng tình quê hương. Trái tim tôi có một dòng sông máu đỏ, sẽ một ngày chạy đến tận Câu Lâu. Nước sông Thu dù lụt lội đục ngầu, nghe vẫn ngọt như bồng bông Đại Lộc. May mắn, thông qua website, nhiều người được cùng tham gia và chứng kiến việc làm đầy ý nghĩa của anh em với số tiền tự đóng góp để mua sữa, quần áo, đồ chơi, bánh kẹo cho trẻ em, người già. Có đi đến tận nơi mới thấy hết tấm lòng nhân ái của Tuổi Trẻ Quảng Nam khi đến thăm trẻ trẻ các bạn bồng bế, ôm hôn các cháu, thể hiện tình yêu thương chẳng khác gì là con cháu của mình. Xúc động làm sao khi được lắng nghe sự hồn nhiên của các cháu mồ côi mơ ước. Ba sẽ là cánh chim đưa con đi thật xa, mẹ sẽ là cành hoa cho con cài lên ngực. Khó có ngôn từ nào có thể nói lên nỗi đau mất mát người thân, sẽ không đủ nước mắt để khóc than bi lụy những mảnh đời. Có lẽ hãy tin rằng sau cơn mưa trời sẽ lại sáng, cuộc sống bất chấp tai ương sẽ vẫn đâm chồi nảy lộc, báo hiệu một sự sống mới. Chúng ta hãy góp sức để cùng thắp lên niềm tin, hy vọng vào một tương lai tốt đẹp. Xin cảm ơn các bạn trẻ, các bạn đã âm thầm đóng góp thêm hơi ấm từ trái tim mình, góp phần cùng cộng đồng thắp sáng niềm tin trong ánh mắt của tuổi thơ, truyền thêm hơi ấm cho những cụ già, trẻ.